Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Niêm yết công khai bản án sơ thẩm Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Bắt tạm giam vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hơn 56.000 chứng chỉ IELTS bị cấp sai quy định khiến nhiều học sinh lo lắng. EU đồng ý dừng tài sản đóng băng của Nga để trang bị vũ trang cho Ukraine. Tổng thống Mỹ dọa ngừng cấp vũ khí cho Israel. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ niêm yết công bố toàn văn bản án sơ thẩm, phụ lục đính kèm bản án đối với vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Những thông tin này sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo bản án sơ thẩm vào ngày 11 tháng 4, tòa án tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng và buộc bị cáo này bồi thường toàn bộ cho SCB. Đối với 85 bị cáo đồng phạm còn lại, hội đồng xét xử tuyên án từ 3 năm tù treo đến tù chung thân tùy vào mức độ phạm tội của từng cá nhân. Hội đồng xét xử cũng giao SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.121 mã tài sản đang được thế chấp cho ngân hàng này. Ngoài ra, hàng trăm bất động sản, tài sản khác của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị kê biên, phong tỏa sẽ được dùng để bồi hoàn trong toàn bộ vụ án. Ngày 9 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Theo quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án. Ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1973, năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDB Việt Nam đã cấp 56.230 chứng chỉ IELTS sai quy định trong năm 2022. Bởi từ ngày 17 tháng 11 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới cho phép IDB liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Nhưng trước đó, đơn vị này đã tổ chức 555 đợt thi tại hơn 30 tỉnh thành. Theo quy định, các chứng chỉ bị cấp sai sẽ không có giá trị khi xét tuyển trung học phổ thông hay xét tuyển đại học. Thông tin này khiến nhiều học sinh thi chứng chỉ tại đơn vị này cảm thấy hoang mang. Nhiều bạn cho biết, việc cấp chứng chỉ sai quy định có thể dẫn đến phải hủy kết quả thi và ảnh hưởng đến định hướng học tập sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một số sĩ tử đã sử dụng chứng chỉ IELTS được cấp bởi IDB để xét tuyển vào các trường đại học. Ngày 8 tháng 5, các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu đã đặt thỏa thuận về kế hoạch sử dụng hàng tỷ euro lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để trang bị vũ trang cho Ukraine. Số tiền này cũng sẽ được dùng để tài trợ cho việc tái thiết quốc gia Đông Âu sau xung đột. Theo hãng tin Reuters, các đại sứ của khối EU đã đồng ý trên nguyên tắc về các biện pháp liên quan tới nguồn thu bất thường từ tài sản cố định của Nga. Theo đó, lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga sẽ được dùng để hỗ trợ phục hồi và phòng thủ quân sự cho Ukraine. Khoản đầu tiên dự kiến sẽ được giải ngân vào tháng 7. Hiện tại, Liên minh châu Âu đã đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên công khai cảnh báo Israel rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho nước này nếu họ tấn công vào Rafah, một thành phố đông đúc người tị nạn ở miền nam Gaza. Bình luận trên được đưa ra sau khi các xe tăng và binh sĩ của Israel được cho là đã tiến vào các quận phía đông của Rafah trong đêm 6 tháng 5, giành quyền kiểm soát cửa khẩu chính giữa dải Gaza và Ai Cập. Trước đó, quân đội Israel cũng không kích vào khu vực này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ tin rằng Israel vẫn chưa vượt qua làn danh đỏ của Washington. Mặt khác, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Israel. Ông Biden hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Israel nhờ hệ thống vòm sắt và sẽ giúp đỡ nước này trong việc đáp trả các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Đông gần đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.